có mình của nó gọi là có mình hiện tại là có thể nói là khủng nhất của em hiện tại. Khủng. Đối với dạng này thì không có dạng nào bằng của nó nữa. Chuyện là cái thùng PC này em bị hư, với lại em muốn build một cái dàn PC mới á. Dạ. Thì để bên kỹ thuật em kiểm tra cho mình nha. Dạ dạ. Thì em sẽ hỗ trợ. Dạ. Mình có muốn đi nước không ạ? Tản nhiệt nước. Dạ đúng rồi. Tản nhiệt nước với lại tản nhiệt gió thì nó khác nhau sao? Tản nhiệt nước thì tản nhiệt nó sẽ tốt hơn. Tốt hơn. Dạ, với lại nó sẽ gọi là tính thẩm mỹ nó sẽ cao hơn tản nhiệt ấy. Thì tản nhiệt nước sẽ có lại loại all in one với lại custom. Loại ở đây thì là custom. Custom. Custom thì nó là loại cao cấp nhất bên em hiện tại. Nhìn nó có ống đường nước. Dạ, luôn đúng không ạ? Thì mình sẽ lấy những cái vỏ mà những cái vỏ case mà cái custom á. Thì mình sẽ bên em sẽ có một cái đội ngũ tư vấn cho mình về tản nhiệt nước riêng. Yeah. Thì giá của cái dàn tản nhiệt nước không thì là khoảng là 30-40 triệu. Tùy vào cái mức độ đi ống này hoặc cái kiểu á. Thì cái phần tản nhiệt nếu mình muốn chơi nước á thì em sẽ liên hệ với là một cái anh bên làm tản nhiệt nước. Có nhiều người đưa cho mình cái gợi ý là cái rock ít đó. Dạ đúng rồi. Dạ, đúng rồi, cái con rock ít này có hình của nó gọi là có hình hiện tại là có thể nói là khủng nhất bên em hiện tại. Khủng nhất luôn. Dạ, i9 9900K thì nó là GB9. RAM là sẽ là cho mình 64GB RAM luôn. Z390 RX 2080T. Thì với cái dạng này thì anh cứ vô tư thôi, mình cứ render phim, render mình chơi game, mình stream thì nó đều ổn hết nha. Tại vì là đối với dạng này thì không có dạng nào bằng cách của nó nữa. Cái này thì sẽ có 3 bản switch cho mình luôn nha. Red switch, blue switch và raw switch luôn. Cái cảm giác này, gõ này là red, là blue switch. Blue switch hả? Dạ, nó sẽ có tiếng, anh gõ nhẹ xuống một cái á, anh sẽ thấy là nó có một cái thấp. Đúng rồi. Và nó sẽ có tiếng clicky. Thì cái này người ta kêu là blue switch. Còn brown switch á thì anh với nếu mà anh gõ anh thích cảm giác gõ này á, yeah, mà anh sợ ồn á thì anh nên lấy brown switch, tại vì brown switch nó cũng sẽ có cái khớp giống vậy nhưng mà nó không có tiếng ồn. Cái cuối cùng là red switch. Có ở đây luôn mà cho em thử. Nếu brown switch thì nó sẽ đây, nó sẽ giống cái này. Đó, anh gõ nhẹ xuống nó sẽ cái khớp nhưng mà không có tiếng. Yeah. Nếu mà anh thích cảm giác này mà anh sợ ồn thì nó lấy cái này. Còn cái loại switch cuối cùng là red switch. Red switch là switch tiếng tính. Nó sẽ hành trình của nó đi thẳng từ trên xuống dưới luôn. Thì mình gõ đó, nó sẽ đôi tay đàn hồi tốt, nó giống con này, red switch. Tai nghe hả? Dạ. Tai nghe thì em đang có nhưng mà em muốn tìm một cái tai nghe nó có micro, có cái khả năng thu âm tốt anh. Cái đó, chất lượng âm thanh nó... Nếu mà chất lượng âm thanh á, em nghĩ là con này nè, có thể giải trí cho mình. Đó là con này nó là wireless. Nhưng mà thí dụ mình ra ngoài mình muốn nghe sử dụng như là tai nghe thời trang á, thì nó cũng sẽ có jack 3.5 cho mình sử dụng. Em cũng có mua cái con gì 5 triệu mấy á, nhưng mà em muốn về cái khả năng thu âm của nó cho nó tốt hơn á. Thì anh coi để em con này là khoảng 4.6 nè, để em lấy thử ra cho mình coi nha. Đây em có một mẫu sử dụng cái vỏ cây đó. Đây. Vỏ cây này làm trung bình tầm khoảng 1 tháng. Và làm cho một khách của bên em đã làm trước đây. Dạ. Thì cái mẫu này là nó phối theo cái chiếc BMW đúp. Đúng rồi, em cũng có một con, em cũng muốn cái phong cách nó hào hào. Dạ, như vậy đó. Thì nó mình muốn cái phong cách mình nó giống giống như cái chiếc xe của mình hay không. Thì nó cũng phải có thời gian để bên em thiết kế. 2000 years later.
Cảm ơn mọi người đã xem cái video tới khúc này nha. Thì đây là cái lúc mà cái dàn PC nó vừa về, thì mình cũng đã lắp đặt trên cái phòng làm việc mini của mình rồi. Thì xin lỗi mọi người, cái phòng làm việc của mình nó hơi bề bộn ha. Là tại vì mình cũng đang có một cái dự định là xây một cái phòng làm việc mới theo một cái phong cách là gaming hiện đại đó. Thì sắp tới mình cũng sẽ dọn dẹp đồ các kiểu đồ qua đó. Thì hy vọng rằng đó cũng là cái lúc mà cái dàn áo con cá mập nó được up trên cái dàn máy tính này. Khi đó mình sẽ show một cách kỹ lưỡng cho mọi người xem nha. Bây giờ mình sẽ nói cái vấn đề mà các bạn cũng hay quan tâm, đó chính là cái giá của bộ máy tính này là bao nhiêu. Thì cái bộ máy tính này mình mua với giá là 168 triệu. Đó, 168 triệu chưa tính ghế với màn hình nha mọi người. Ghế này tôi không biết là cái ghế nó hiệu gì, nhưng mà tôi mua với giá là 20 triệu mấy đó, 20 triệu mấy. Còn cái màn hình này nè, màn hình này cũng là màn hình cong, chế độ là 2K đó, dùng để dựng phim chơi game này nọ, kiểu cũng rất là đã, mua với giá là 28 triệu mấy đó mọi người. Rồi thêm cái tai nghe này nữa. Tai nghe này họ bảo là có cái khả năng thu âm này nọ, kiểu cũng rất là xịn sò đó, thì mình cũng thử. Thì toàn bộ tổng chi phí tốn thì đâu đó khoảng chừng 220 mấy triệu đó mọi người. Thì cảm ơn mọi người trong khoảng thời gian vừa qua đã luôn ở bên cạnh Đệ Tứ, mặc dù kênh Đệ Tứ nó đang dần dần bị tụt đề xuất. Thì tôi hy vọng rằng với cái dàn máy tính này và cái sự nỗ lực cố gắng của tôi sẽ được bắt đầu lại. Và tôi cũng rất mong muốn rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh Đệ Tứ để cho kênh của chúng ta ngày càng phát triển hơn nha mọi người. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.